Trước đó trong sáng nay thì tại buổi thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội năm 2012, kế hoạch năm 2013, các đại biểu Quốc hội đã cho rằng chính phủ cần đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó ưu tiên hàng đầu là phải giải quyết được khối nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc ứng phó với những biến động của tình hình trong nước và thế giới để tập trung xử lý những vướng mắc phát sinh trước mắt về tài chính và tiền tệ. Tuy nhiên, để thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế thành công, một số đại biểu đề nghị cần thành lập một tổ chức để thực hiện chương trình này. Tôi đề nghị lập một ủy ban quốc gia về tái cơ cấu kinh tế. Ủy ban quốc gia này do Thủ tướng đứng đầu. Và ủy ban quốc gia tái cơ cấu làm cái gì? Vấn đề soạn thảo toàn bộ một chương trình tái cơ cấu rõ ràng, độc lập, chứ không chúng ta gắn kiểu như hiện nay được. Thứ hai, phải ủy ban này đứng ra giải quyết cả vấn đề tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu về doanh nghiệp nhà nước, và đặc biệt là tái cơ cấu giải quyết vấn đề nợ xấu. Kinh nghiệm thế giới cho rằng tự thân ngân hàng thương mại, ngân hàng không giải quyết được nợ xấu nếu như không đã là vấn đề quốc gia. Các đại biểu cũng cho rằng chính phủ cần tích cực giải quyết khối nợ xấu của hệ thống ngân hàng và thực hiện một cách quyết liệt chương trình tái cơ cấu ngân hàng, vì đây chính là sự cản trở lớn nhất đối với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Cái nợ xấu mà chúng ta để nó dai dẳng, và theo tôi là nó đã phát sinh từ năm 2008, khi cái bong bóng về chứng khoán, bong bóng bất động sản nó vỡ ra thì bắt đầu nó phát sinh. Nhưng mà lại năm 2009 chúng ta có gói kích cầu, cho nên tạo thêm cái kỳ vọng tưởng rằng là phục hồi nhưng không phải, cho nên đầu tư tiếp và lãi suất lại dâng lên, cho nên là dẫn đến cái nợ xấu càng quá lớn. Và hiện nay nó đang nghẽn cái nền kinh tế. Cho nên tôi mong là chính phủ cần tập trung và xem cái giải quyết nợ xấu là một vấn đề lớn, cần phải tập trung sức lực và trí tuệ để cắt khối u nợ xấu này ra khỏi nền kinh tế. Phải cấu trúc dứt khoát và mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Không có nghĩa là chúng ta giải thể, không có là chúng ta giải tán, đúng không? Phá sản, nhưng mà nghĩa là những anh nào đó thì dứt khoát chính phủ phải có những cái giải pháp cụ thể để mà những, thật sự những ngân hàng mà không đúng nghĩa ngân hàng là phải thực hiện cái, là phải giải quyết những cái chỗ đó đi. Bởi vì bên trong báo cáo các anh chị là 60% nó không phải ngân hàng. Muốn giải quyết nợ xấu, tái cơ cấu thành công thì phải có thông tin đáng tin cậy về hoạt động của ngân hàng và tình hình nợ xấu. Nhưng theo đánh giá của đại biểu, trong báo cáo của chính phủ có những đánh giá chưa nhất quán. Nên nhận định báo cáo là nó không đúng nhất. Như ở trang 2 nó là thanh khoản của ngân hàng từng bước được cải thiện. Nhưng mà trang 7 thì nói là nợ xấu gia tăng chậm khắc phục. Thì như vậy ở giữa cái từ cái phân tích đánh giá không cụ thể dẫn đến nhận định là mâu thuẫn nhau. Tôi cho rằng đây là mâu thuẫn. Một cái điểm nữa là hai là trong báo cáo này ấy, là chưa có nói đến cái việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Tôi nói thí dụ bây giờ 20 gói cứu trợ 29.000 tỷ vừa qua thì bây giờ cũng phải báo cáo rõ cho hội xem là tình hình nó đến đâu rồi. Các cái địa chỉ cụ thể các doanh nghiệp vừa và nhỏ được nhận như thế nào. Sau phiên thảo luận ở tổ, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. Phiên thảo luận này sẽ được truyền hình trực tiếp.